Em đang test con men H81MD đã gắn hai khe ram. Giờ test cổng xuất hình onboard trước. Cổng này DVI nha. Là lên hình. Nó có thêm một cổng Vega nữa. À, nếu mà muốn muốn gắn cái cổng Vega này bắt buộc là anh phải reset máy thì nó mới lên hình, chứ anh không để cắm trực tiếp vào đây luôn, cắm vào là nó không có nhận. Cho nên muốn nó nhận cái cổng này thì anh phải reset máy. Có nghĩa là bây giờ em sẽ thử luôn cho anh. Bây giờ tắt đi. Rồi đây em gắn rồi đây. Đó, nó vô là coi như là hai cái cổng xuất hình onboard này là không có vấn đề lỗi gì hết nhanh. Đã gắn hai khe ram đầy đủ rồi đó, nên không có khe nào bị lỗi hết, khe ram là không có khe nào lỗi hết. Giờ em gắn cạc giờ vô nha. Đó, cắt dời là ok.
gắn cạc giờ vô là không vấn đề hết, lên hình nha. Rồi bây giờ sẽ test test qua âm thanh. Nó nhận mạng rồi nhân. Có nhạc. Cổng USB là gắn muốn gần như là hết rồi nha. Giờ còn một cái cổng nữa thì gắn luôn cái USB 3.0 này vô luôn. USB này là để cài win. Đây, nó nhận cái USB cài win rồi, là cái này. 16 GB, USB 16 GB. Coi như là men không có bị lỗi cổng USB gì hết. Âm thanh thì cũng có rồi. Cổng xuất hình onboard cũng ok luôn. Cắm SATA ok nhanh. SATA này 3.0 nè. Cắm vô HDD rồi. Đó, coi như không có lỗi gì hết luôn. Chắc cú giờ khởi động lại một lần nữa. Tính khởi động vô cái Win Mini mà thôi, giờ nó lại vô tới bot vô Win ổ cứng rồi này. Nhìn biểu tượng là coi như là đều hết, không có gì thiếu sót. Rồi, coi như cái men là hoàn hảo, không có bị lỗi gì hết. Anh cứ cắm đầy đủ ổ cứng jam cài vô là nhận hết à.
Ok.